Tây Nguyên mang dáng vẻ của một vùng bình địa đất đỏ Ba Gian bao la màu mỡ với cảnh sắc thiên nhiên thật tươi đẹp, đại ngàn mênh mông, núi non hùng vĩ, khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm. Đó là những điều kiện thuận lợi để các tỉnh trong khu vực có thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, các loại hình du lịch mang tính khám phá, trải nghiệm. Mình đã tham quan qua những khu du lịch nổi tiếng như là Đà Lạt, một số nơi ở trên Tây Nguyên đó. Thì thực sự mình thấy cái tiềm năng phát triển du lịch đấy rất là lớn. Từ cái thiên nhiên, môi trường và tài nguyên du lịch ở đây không hề thua kém các tỉnh còn lại. Tuy vậy, sự phát triển của du lịch Tây Nguyên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng mà thiên nhiên và lịch sử đã ưu ái dành cho vùng đất này. Tốc độ tăng trưởng lượng khách và thu nhập từ du lịch vẫn còn thấp. Chẳng hạn như thác Reynu, một thắng cảnh nổi tiếng nằm trong hệ thống ba thác gồm Gia Long, Reynu, Resap của sông Serepok. Đẹp và hùng vĩ như vậy, nhưng cũng chưa khai thác được những sản phẩm du lịch đặc thù. Du khách đến phần lớn chỉ là mua vé vào tham quan rồi ra về. Tây Nguyên hùng vĩ như vậy, nhưng hiện tại thì du lịch chưa phát triển đến cái tầm xứng đáng của nó với cái tiềm năng lớn như thế này. Chẳng hạn như là chúng ta có nhiều những tour đi thuyền kayak trên sông để chúng ta khám phá được cái vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Serepok. Chúng ta mới chỉ đến đây để đăng ký mua vé vào cổng để chúng ta tham quan, trong một số ít phút thì chúng ta lại đi ra lại. Nhưng biết đâu ở đằng sau chúng ta là một dòng sông rất là đẹp, rất là mạnh, mang cái vóc dáng của Tây Nguyên mà cần rất nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, Tây Nguyên còn sở hữu kho tàng văn hóa độc đáo để phát triển du lịch cộng đồng. Do đây là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Với những nét riêng trong ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc và phong tục tập quán. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định việc kêu gọi, hướng dẫn người dân tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng cũng không đơn giản. Thật sự là khó khăn khi tới bản làng để cho dân biết rằng là mình phải làm như thế này mới là du lịch cộng đồng, mình phải làm như thế này mới có thu nhập. Nhưng với người dân mà để mô tả, để diễn tả, để cho mà thuyết phục cho họ cùng sức á, thì cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn. Hội tụ nhiều tiềm năng nhưng lại thiếu một chiến lược đồng bộ, đột phá khiến du lịch Tây Nguyên vẫn như nàng công chúa ngủ trong rừng. Hy vọng thời gian tới, chính quyền các địa phương sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tạo cơ chế chính sách mạnh mẽ để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, để ngành công nghiệp không khói của du lịch thực sự cất cánh trong tương lai.